Toàn thể quân đội robot tiến lên! Không. Gia đình nông dân siêu phàm, nghe mẹ. Chớp chớp hãy dùng tốc độ thổi bay lốc xoáy của lão bụi. Dạ. Khiến các con robot chống mặt. Còn con, hãy cùng bà Mu tranh thủ thời cơ mà hạ gục đối phương. Vâng ạ. Ba bự là khỏe nhất. Hãy dùng sức mạnh của mình làm rào chắn, xông pha với kẻ địch. Được. Còn Mama Bay sẽ tấn công những con robot từ trên cao. Mọi người khoan đã, đừng quên kiểm tra trang bị vũ khí của mình. Dạ. Dây cơn đã sẵn sàng. Xe đạp chớp chớp cũng sẵn sàng. Mọi người giữ liên lạc qua đồng hồ Kun nhé. Mẹ đã chuẩn bị áo dạ quang Kun đây. Bình nước Kun, tiếp thêm năng lượng cho cả nhà. Tiến lên gia đình nông dân siêu phàm. Mường thú tiến lên. Cho khô lô hết chứ bộ. Chờ ta với. Đừng giỏi mừng. Giờ mới phát huy. Mọi người cẩn thận.
hãy dùng sức mạnh của khiên chắn. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Căng sẽ cố gắng. Yeah! Yeah! Hey! 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 Hãy xem đây. Trời mạnh quá, ta chẳng thấy gì hết. Lô lô, ý, xí hụt. Hả? Giải ngứa cho ta hả nhóc con? Đi ra. Hả? Hãy sút bóng vào điểm sáng trước ngực robot. Còn mọi người hãy tiếp tục dùng thiên chắn miễn dịch để đánh lạc hướng chúng. Mọi người, con khỏe chưa? Con khỏe rồi, mà con còn có việc quan trọng phải làm. Con có chắc là không muốn ở đây không? Chúng ta có thể chăm sóc cho con mà. Con thấy thế giới này thật rộng lớn và xinh đẹp. Con muốn khám phá thiên nhiên và bảo vệ chúng. Biết đâu con sẽ tìm được chất dinh dưỡng đặc biệt để nâng cấp khiên chắn của mình. Vậy con đi cẩn thận nha. Cậu vẫn sẽ tìm cha mà đúng không? Tớ cũng hy vọng tìm được ông ấy. Có chuyện gì chỉ cần gọi tớ nha. Tặng chị đồng hồ Cool để luôn kiểm tra sức khỏe và giữ liên lạc với em thường xuyên nha. Cảm ơn Tám Tuốt, em lúc nào cũng tốt bụng cả. Cảm ơn chị đã cho em bài học về sự dũng cảm. Tạm biệt.